Chào các bạn, mùa đông lại sắp đến rồi, cho nên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại miếng dán giữ nhiệt để các bạn giữ ấm cho cơ thể. Đây, đây là loại con thỏ 12 giờ. Đóng gói rất chi là chắc chắn các bạn nhé. Mỗi gói này sẽ có 10 miếng nhỏ bên trong. Đây, 10 miếng. 10 miếng nhỏ như thế này. Đây các bạn nhìn kỹ nhá. Nhiệt độ của nó sẽ trong khoảng từ 51 đến 65 độ C và nhiệt độ duy trì của nó trong khoảng 12 đến 14 giờ là 40 độ C. Và kích thước của cái miếng này là khoảng 13 cm. Đây là 10 cm nhân 13 cm. 13,3 cm. Đây là loại miếng dán của Nhật các bạn nhé. Mã vạch, mã vạch 49 này là của Nhật này. Cái loại 12 giờ này thì họ sẽ in in chữ. Đây, mình bỏ hẳn cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Họ sẽ in chữ ở túi đựng là Made in Japan. Họ in hơi mờ chút, các bạn có thể nhìn kỹ rồi sẽ thấy. Đây là loại miếng dán giữ nhiệt miếng dán giữ nhiệt Cairo 12 giờ. Loại con thỏ. Cái này dùng, bạn có thể dùng cho người lớn và trẻ nhỏ, dùng lúc bạn đi du lịch này, du lịch ở những nước lạnh này, khi mùa đông này bạn làm cô dâu và bạn lạnh này thì bạn có thể dán vào, hoặc là những ngày lễ ngày gì đó bạn muốn mặc những bộ quần áo thật đẹp, sành điệu, khoe cá tính thì bạn có thể dùng miếng dán này. Mà lưu ý cho các bạn nhé, mình không được trực tiếp dán lên da đâu, mà mình phải dán qua một lớp áo mỏng nhất gần cơ thể nhé. Các bạn có thể dán ở bụng này, ở lưng này, ở vai này, hoặc là tùy thích trong cơ thể của bạn. Nếu mà chỗ nào bạn cảm thấy lạnh, nó còn có tác dụng nữa là làm cho giảm đau nhức ở những chỗ cơ mà bạn dán ấy. Hiện tại bên mình đang có khuyến mại là mua 5 gói sẽ được miễn phí ship trong nội thành Hà Nội, hoặc là các bạn ở ngoại tỉnh nếu mà chuyển khoản trước bên mình sẽ cũng sẽ miễn phí ship. Thế cho nên các bạn nhanh chóng đặt hàng luôn hôm nay nhé, ở trang siêu thị mua rẻ.com hoặc là liên hệ số điện thoại 0973 103 832. Bạn nào mà muốn hỏi giá sỉ thì các bạn có thể liên hệ hoặc là inbox mình vào fanpage siêu thị mua rẻ.com hoặc là fanpage shop siêu thị mua rẻ. Đó là hai fanpage chính của bên mình. Chào các bạn nhé, các bạn nhanh tay liên hệ để nhận khuyến mãi của bên mình. Bên mình chỉ chạy chương trình khuyến mãi đấy đến 20 tháng 11 năm 2019. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ sớm nhé. Chào các bạn.